tổng quát nguyên cái chợ Á Đông lớn tại Mỹ, bán đầy đủ tất cả các mặt hàng sỉ và lẻ, những mặt hàng là của người Á Châu, cái gì cũng có, mắm muối gì cũng có hết nha cả nhà, không thiếu món gì nha. Mình sẽ review cho cả nhà xem từ từ nha. Cam quýt mới hái xuống là còn nhánh luôn. Đây là vịt quay, heo quay, xá xíu, đầy đủ, không thiếu cái gì. Đó, hay nhờ, thấy không? Ngon không? Nó sảy con bà bảy. Đây, vịt quay nóng hổi mới ra lò. Wow, xá xíu. Đây là một cái trung tâm siêu thị thương mại người Á Châu mình. Bấm nút like, bán bình luận và chia sẻ các mặt hàng cái thank you. À, Sài Gòn chợ búa đủ loại nha. Mé bên trái này là một cái siêu thị lớn nè, siêu thị Á Đông nè. Bây giờ mình quay cho cả nhà xem, mình vô review chỗ bán hải sản nha. Đây là mình bước vô chỗ siêu thị chuyên bán đồ Á Đông của mình, đầy đủ hết, không thiếu cái gì. Đây là mặt hàng gạo nè, gạo Thái nè, đủ loại hết, đó gạo chắc đầy hết cả nhà. Loại 25 pound, loại 50 pound. Gạo Thái này nè, gạo thơm thượng hạng. Gạo này là gạo nếp wheat rice. Đây là nếp. Đó, nếp này. Nếp Mỹ, nếp Thái cũng có luôn. Gạo nếp. Bên đây là gạo chất đầy luôn cả nhà. Đó, hàng gạo không á. Cũng loại đủ kiểu. Đó. Loại này súp là thơm, 50 pound. Là mì, mì thùng thùng không, mì này là mì cũng của Hàn Quốc. Mì siêu cay Hàn Quốc, yes. Đây là chợ rộng lớn nè, bán đủ mặt hồi hàng trái cây nè, đủ thứ hết nha. Bây giờ trái cây thì đầy hết rồi, cái gì cũng có. Mình chỉ review chút xíu chỗ bán hải sản cho cả nhà xem nha. Đó, trái cây đầy đủ, lấy gỗ đi. Đó, dưa gang, khế, đu đủ, bơ, lê, lê ngon quá. Apple, sầu riêng, thanh long loại vàng nè. À, loại vàng đó. Thanh long loại đỏ, dưa gang vàng nè, đó, pineapple, thơm, dâu tây, xoài chín, khế, chắc đầy, quê hương là chùm khế ngọt, thanh long loại cuốn này, loại cuốn đỏ mà cuốn nhiều, ngon. Còn đây là chét lâm, chét mực, táo, táo này táo của người Việt của mình, chua chua, ngọt ngọt, chấm muối ớt. Còn đây là xoài tượng, sống, xoài chua, xoài tượng. Còn đây là lũ, trái lũ. Đây là trái giải, giải tươi, hạt dẻ, mua về nấu, bưởi kem. Còn này loại là tắc thái, ăn nó cũng ngọt ngọt, chua chua. Đây là chuối sáp,
táo xanh, táo đỏ nè, loại xoài, loại là xoài này là xoài giống kiểu của Úc, xoài Úc Châu, gian hàng rau cải cả nhà, ngọt xoài, cải ngọt, rau muống, đủ loại, đậu que, đậu hòa lan, đậu hòa lan, đu đủ sống để làm gỏi nè, gỏi tôm nè, cải trắng, nguyên một siêu thị rộng lớn, đừng mỗi chân một rộng lớn thì đầy đủ hết, không thiếu món gì nha. Đồ Việt Nam mình muốn ăn món gì vô đây là đầy đủ hết. Ở Mỹ là sướng cả vậy đó, cái gì cũng có, không có thiếu gì hết cả nhà, chỉ thiếu tiền thôi. Mốt để làm chua, đây là mồng tơ, cái này là cái rau gì quên, mình quên tên, đây là rau dền cơm, nấu canh, ở đây là rau lan này, rau lan này, khoai môn, mồng ngót, cà tím, cải bắp làm kim chi, cà tomat này, to đùng, khoai lang, con này khoai lang vàng, dừa, cái này là khoai, khoai từ vậy, mình biết khoai gì đó. Khoai môn, đây cái này là khoai mì nè, đây là khoai mì, à, đúng rồi, đây khoai... là khoai môn, kia là khoai lang, đó, đầy đủ, không thiếu gì, không thiếu gì, ở Mỹ không có thiếu gì hết, chỉ thiếu tiền à. Củ sen, su, ớt chua, đỏ xanh, đây là rau cần, hồi không biết tàu. Đây củ cải trắng. Nhà quan sát, nguyên cái siêu thị rộng lớn quá, đông đảo, đầy đủ tất cả các mặt hàng ha, của người Á Đông mình, muốn cần cái gì vô là có hết nha, không thiếu bất cứ cái gì. Như mình ở Mỹ giống như đang sống ở bên Việt Nam vậy, đầy đủ hết, không thiếu gì hết. Đây là khu hàng hải sản, cả nhà thấy không, đó mặt hàng hải sản, cá, tôm, cua, ghẹ đầy đủ. Đây nè, chỗ bán hải sản nè, tôm hùm sống nè cả nhà. Đó, đây là fresh, fresh every day. Tôm hùm sống, cua sống. Đây là nghêu Mỹ to đồng luôn. Wow. Đây là cua càng xanh. À, đó, bữa nay hơi nhỏ à. Cua này hơi nhỏ cái mà. À, cua hàng tam gia đi vòng vòng. Đi vào đi vào. Nghêu nhỏ. Đây là món mực nè, loại mực tươi. Ốc tươi luôn à. Đây là ốc hương. Đây là ốc, ốc nhà, ốc giò voi á cả nhà, con ốc giò voi. À, thấy bự không, to con luôn. Cái này nó bán là 35 đồng, 34.99 đồng một phao nha. Ốc này mắc tiền lắm. Con vậy là chắc cũng 30 mấy đồng. Đây là con ốc móng tay, bán 99 đồng 99 một phao. Đây là sò điệp, kêu là trên hàng tôm, to
Đây là con ốc kèn biển nè. Ốc để sống rồi cả nhà. To. Ốc kèn biển. 9 đồng 99 một phao. Bên đây con nhỏ hơn. 8 đồng 99 phao ốc kèn biển. Ai chửi rồi đó. Bên kia hàng cá. Đủ loại cá, cá sống ở dưới đây luôn nè. Thích chọn con nào á mình con đó. Cá này. Đây bên hàng cá đây, mấy con cá này, wow, cá này kêu cá chim, cá hai mặt, cá sẻo tươi hết, đầy đủ. Đây là vịt nè cả nhà. Ai muốn nấu vịt nấu chao là mua vịt nấu chao nha. Nãy giờ là mình xếp hàng mua hải sản, bây giờ mình chuẩn bị ra quầy tính tiền nha cả nhà. Ok, cảm ơn cả nhà rất nhiều đã theo dõi video của Thanh Tùng nha. Bây giờ Thanh Tùng sẽ đem hải sản về luộc hoặc là hấp để nhậu lai gai xương xương nha. Bye bye cả nhà.